Kính chào quý vị đến với kênh Nghiên cứu Chánh Pháp. Hôm nay chúng ta giải tiếp 8 câu trong Sấm Trận Trình tập 1 như sau. Rồng nằm bể cạn, dễ ai hay. Rắn mớ hai đầu, khó chịu thay. Ngựa đã gác yên, không người cưỡi. Dê không ăn lộc, ngoảnh về tay. Khỉ nọ ôm con, ngồi khóc miếu. Gà kia dỗ cánh, chập trùng bay. Chó nọ vẫy đuôi mừng thánh chúa, ăn no ủng ỉnh lợn kêu ngài. Đọc qua 8 câu trên ta thấy có câu chó nọ vẫy đuôi mừng thánh chúa. Và đọc tiếp theo ta thấy ông Trạng Trình nói về triều đại Lục Thất Giang, thì dễ dàng suy ra được ông Trạng Trình tiên tri về thời kỳ xuất hiện thánh chúa và triều Lục Thất Giang. Thời kỳ này hiện tại chưa xảy ra. Nội dung của 8 câu trên là ông Trạng Trình giới thiệu, nói tóm tắt về thời kỳ xuất hiện Thánh Chúa và Thánh Nhân cho đến khi lập Hội Long Dân. Và ông Trạng Trình có phân tích rõ những chi tiết cụ thể của 8 câu đó ở những câu tiếp theo. Vậy, dựa trên những ý nghĩa của những câu tiếp theo mà chúng ta phân tích 8 câu trên nhé. Câu rồng nằm bể cạn, dễ ai hay. Chữ rồng, nghĩa đen. Chữ rồng là con rồng hoặc là năm thần. Nghĩa bóng, chữ rồng là chỉ vua, chỉ thánh chúa. Các chữ rồng nằm bể cạn. Nghĩa đen, rồng lên nằm ở bể cạn, ao hồ cạn. Nghĩa bóng, thánh chúa lố dạng năm thần. Vậy năm thần nào? Vào năm mấy? Vì ông Trạng Trình cho biết khoảng 500 năm nữa, nước ta trở thành cường quốc, làm chủ các nước trên thế giới. Theo bài giải Sấm Trạng Trình tập 1.3 lúc trước, chúng ta có tính là vào khoảng năm 2056, nước ta làm chủ các nước. Và trước năm 2056 là 12 năm, từ năm Giáp Tý 2044 đến năm Quý Dậu 2053 là 10 năm thế giới toàn cầu bị cơ hàn, đói lạnh, bệnh tật, chiến tranh, vân vân. Trong đó, nước ta được 5 năm 6 tháng thì có một vị thiên tử xuất hiện làm ruộng, có đầy đủ lương thực lúa gạo để giúp dân ta thoát khỏi cơ hàn đói lạnh. Đến năm Tuất 2054 và năm Hợi 2055 thì lập hội Long Đình, Long Hoa và Long Dân. Trong Sấm Ký tập 2, ông Trạng Trình cho biết vị thiên tử ấy xuất hiện làm ruộng qua câu phá điền thiên tử xuất. Và trong Sấm Ký tập 3, ông Trạng Trình cho biết vị thiên tử ấy làm ruộng có đầy đủ lương thực, ngũ cốc, lúa gạo để cứu đói qua câu vua còn cuốc nguyệt cài mây, phong điều vũ thận đợi ngài làm ăn, phong đăng hòa cốc chứa trang, vua ở trên ngàn có ngũ sắc dân. Vậy từ năm Giáp Tý 2044 đến 5 năm 6 tháng mới có vị thiên tử xuất hiện giúp dân chúng. Mà năm Giáp Tý đến năm Mậu Thìn 2048 là 5 năm. Vậy các chữ rồng nằm bể cạn nghĩa là thánh chúa lố dạng năm Mậu Thìn 2048 để cứu đói dân chúng. Các chữ dễ ai hay nghĩa là mọi người biết không phải dễ, tức là ít có ai biết được đó là thánh chúa. Có thể thánh chúa mới xuất hiện nên ít ai biết. Đến năm Tuất 2054, chó nọ vẫy đuôi mừng thánh chúa, thì lúc đó mọi người ai cũng biết. Trong bài Gián Màn Bí Mật, Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng cho biết vị thánh chúa xuất hiện 7 năm hòa nhập vào dân chúng để cứu đói, giúp đỡ, vân vân. Tức là từ năm Thìn cho đến năm Tuất là 7 năm, thì được nổi danh là người hiền đứng đầu. Và được dân bầu làm vua ngự ở núi có đền vàng điện ngọc, lấy tên hiệu là Đỉnh Chi qua câu bãi niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự Đỉnh Chi. Tóm lại câu rồng nằm bể cạn, dễ ai hay nghĩa là thánh chúa lố dạng năm Mậu Thìn 2048 để cứu đói dân chúng, nhưng ít ai biết. Tiếp theo hai câu rắn mớ hai đầu khó chịu thai, ngựa đã gác yên không người cởi.
Vì các câu này là câu giới thiệu tóm tắt, được ông Trạng Trình phân tích chi tiết hai câu này ở những câu tiếp theo là chiến tranh Biển Đông. Các nước trên thế giới chia ra hai khối liên minh đánh với nhau để tranh giành mỏ dầu ở Trường Sa của nước An Nam như Hồ Ẩn Sơn Trung, Mao Tận Bạch, Kình Ngư Hải Ngoại, Quyết Lưu Hồng, hoặc Trực Đáo Dương Đầu Mã Dĩ, Hồ Binh Bát Dạng nhập Trường An. Vậy, chữ rắn nghĩa là năm con rắn, tức là năm Kỷ Tỵ 2049. Các chữ rắn mớ hai đầu nghĩa là năm con rắn, các nước trên thế giới mới chia ra hai khối liên minh để tranh giành. Vậy câu rắn mớ hai đầu khó chịu thay nghĩa là năm con rắn, thế giới chia ra hai khối liên minh để tranh giành mỏ dầu ở Biển Đông, làm cho đất nước ta vô cùng khó chịu. Tiếp theo câu, ngựa đã gác yên không người cưỡi. Chữ ngựa nghĩa là năm con ngựa, tức là năm Canh Ngọ 2050. Các chữ ngựa đã gác yên nghĩa là năm Ngọ, các nước giao chiến đánh với nhau ở Biển Đông. Được Đức Quỳnh Giáo Chủ diễn tả cảnh chiến tranh ở Biển Đông trong bài Nang Thơ Cẩm Tú như sau: mặt nước biển lô nhô lặng hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Các chữ không người cưỡi nghĩa là không có nước nào thắng làm chủ năm Ngọ. Dạy hai câu, rắn mớ hai đầu khó chịu thay, ngựa đã gác yên không người cưỡi nghĩa là năm con rắn, thế giới chia ra hai khối liên minh để tranh giành mỏ dầu ở Biển Đông, làm cho đất nước ta vô cùng khó chịu. Đến năm Ngọ, các nước giao chiến đánh với nhau, nhưng không có nước nào thắng. Tiếp theo câu, dê không ăn lộc, ngoảnh về Tây. Chữ dê nghĩa là năm con dê, tức là năm Tân Mùi 2051. Chữ lộc nghĩa là của trời cho hoặc thiên nhiên ban cho. Ý nói mỏ dầu ở Biển Đông do thiên nhiên tạo ra cho. Các chữ dê không ăn lộc nghĩa là năm dê 2051. Các nước không có giành lấy mỏ dầu nữa do hướng về chiến đấu với con trâu tinh. Nhưng các nước đánh không lại, phải nhờ đến Phật bắt nó. Chữ ngoảnh nghĩa là quay mặt, nhìn về một phía nào đó. Chữ Tây ở câu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chữ Tây nghĩa là con tê giác hoặc tê giác, tức là con trâu nước mà ông Trạng gọi là con ngu tinh. Ông Trạng Trình cho biết con trâu tinh này hóa thân làm sáu năm chân, nằm ở đáy sông Dàm Nao, miền Nam nước Việt. Khi nghe tiếng sấm nổ, nó giật mình nổi dậy, ăn thịt người ta vô số. Không có nước nào đánh thắng nó. Cuối cùng, có một ông thầy tuổi Mùi bắt nó. Qua câu trong tập 4 sấm ký như sau: Nam Việt hữu ngu tinh, hóa thất thân thủy sinh, địa giới vị sĩ bạch, thủy trầm nhĩ bất kinh, ký mã sư dương tẩu, phù kê thắng đại minh. Còn tín đồ Phật giáo hòa hảo gọi con châu tinh đó là ông Năm Chèo. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng cho biết ngài sẽ bắt con trâu tinh ấy vào mùa hè năm dê. Qua câu trong quyển tư như sau: qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí, ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình Nghiệt Long đặng cứu Dương Trần, nên ra đời dạy dỗ ân cần, phuyên bá tánh vạn dân liệu lấy. Còn trong tập 5 sấm ký tổng hợp, ông Trạng Trình cho biết sau này thế giới sẽ kéo binh trùng trùng qua ở cửa ngã Bác chi nhánh sông Hậu thuộc Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để chiến đấu với con trâu tinh đó ở sông Bảo Giang, Dàm Nao như sau: ngã Bác thế chi hậu, binh qua khởi trùng trùng, ngu tinh tụ Bảo Giang, đại nhân cư chính trung. Nghĩa thứ hai, chữ Tây nghĩa là Tây Phương Cực Lạc, ý chỉ vị Phật ở Tây Phương,
Đọc qua sấm ký, ta thấy ông chẳng trình cho biết vị Phật ở Tây Phương đó chính là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Còn trong bài dặn dò bổn đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có cho biết Ngài là vị Phật ở Tây Phương qua câu Tây Phương Cực Lạc, khùng ngòi tòa sen, vì quả Phật còn gọi là quả Đại Thánh. Cho nên trong sấm ký, ông chẳng trình dùng từ Thánh Nhân để chỉ vị Phật ở Tây Phương. Trong sấm ký, ông chẳng trình chỉ rõ, diễn tả Thánh Nhân là Đức Huỳnh Giáo Chủ rất nhiều chỗ như ông chẳng cho biết quê hương của Thánh Nhân ra đời ở làng Hòa Hảo qua câu Dục thức Thánh Nhân hương, mộc hạ liên đinh khẩu, hoặc câu Hòa thôn đa phiển phệ, mục giả dục nhân canh. Ông chàng còn cho biết cái họ của Thánh Nhân là họ Huỳnh và cũng là Kim Sơn Phật Maha Ca Diếp, ra đời tại làng Hòa Hảo là một người nông dân qua câu Kim Tịch sinh Ngu Lan. Trong bài 29 tháng Chạp, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết Ngài ra đời ở làng Hòa Hảo với danh là họ Huỳnh, là tạm dắt nhân sanh và chờ thờ thiên định qua câu Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thờ thiên định thiết hùng ca. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết Ngài là Kim Sơn Phật Maha Ca Diếp qua câu trong bài Cho Đức Ông Mất Ghe như sau: Kim Sơn thương mãi toàn lê thứ, thức tỉnh bá gia giấc mộng tràng. Ông Trạng Trình còn cho biết cái huyện của Thánh Nhân ở thuộc miền Nam là cái Cù Lao nằm giữa hai con sông, tức là quận Tân Châu nằm giữa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, bây giờ là huyện Phú Tân, tỉnh An Giang qua câu Giang Nam nhị thị huyện. Ông Trạng còn cho biết Thánh Nhân có ba vị đệ tử đi theo để cùng dạy đạo với danh là người họ Nguyễn qua câu Danh Di Nguyễn Gia Tử. Trong quyển nhất, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết Ngài có ba vị đệ tử đi theo cùng dạy đạo với Ngài qua câu Khùng thờ ba tớ một thầy, giảng dạy dễ đầy, rõ diệt thiên cơ. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết ba vị đệ tử theo Ngài dạy đạo với danh là người họ Nguyễn như sau: vị họ Nguyễn thứ nhất là Nguyễn Đa, đạo hiệu là Ngọc Thanh, qua câu trong quyển 3 như sau: Phong trần tâm đã rờ ra, Ngọc Thanh là hiệu, ai mà dám tranh. Vị họ Nguyễn thứ hai là Nguyễn Bính Khiêm, hiệu là Bạch Sĩ Tiên Sanh, tức là ông Trạng Trình, qua câu trong bài Hố Hò Khoan như sau: Quỳnh Long Lộ Dĩ, Bạch Sĩ Tiên Sanh, Nam Quốc Công Khanh, ra đời cứu tế. Ta thấy trong sấm ký, ông Trạng Trình có cho biết ông sẽ trở lại xuống trần dạy đạo vào tháng 5 năm con thỏ, còn gọi là năm Mão, qua câu trong sấm ký tập 2 như sau: Trăng tròn thiếu một thì ta xuống trần. Và trong tập 5, ông cho biết năm Mão đó là năm 1939 như sau: Lần tai đếm lại năm 39, mớ thấy điềm mai giống lạc hồng. Ta thấy ứng với ngày khai đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, và nhân dịp tháng 11 là ngày lễ cúng đình của ông Trạng Trình. Hóa thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ là ông Trạng Trình có ra Bắc dạy đạo, trị bệnh, xem lễ hội cúng đình của ông và thăm lại quê hương xưa, thăm làng Cổ Am, Đồng Thạnh, vân vân, và có trao đổi đàm đạo với các cụ đồ nho, có nhiều kỳ lão biết gành tích xưa là ông Trạng Trình phò nhà Lê. Có một số cụ lão cho rằng ông Trạng Trình phò nhà Mạc, nên hóa thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ là ông Trạng Trình có làm 4 bài thơ, trong đó có bài thơ Cho Các Cụ Lão Biết Ông Trạng Trình phò nhà Lê chứ không phải phò nhà Mạc. Và cũng cho biết ông chính là Trạng Trình trở lại dạy đạo độ chúng sanh. Bài thơ đó như sau: Dân dân bạch bạch thức sinh thần, cổ quán thôn hương nhất dị nhân, tiên sinh hiện kiếp phò lê chúa,
hậu triền độ chúng, cảm hoài ân. Và đến tháng Giêng năm 1940, Đức Quỳnh giáo chủ có viết bài Để trơn đất Bắc, nói về sự việc ra miền Bắc dạy đạo. Ta thấy trong sấm ký, ông Trạng Trình cho biết ông cùng đại thần Nguyễn Kim phò vua Lê Trang Tông để diệt nhà Mạc. Nhưng sử học bây giờ thì cho rằng ông Trạng Trình phò nhà Mạc. Tiếp theo, vị họ Nguyễn thứ ba là Nguyễn Trung Trực, là quan thượng đẳng đại thần. Qua câu trong bài cho ông Hương Chủ Bó ở Hòa Hảo như sau: Trung Trực phò nguy, đãi lệnh thiên. Chú ý, Đức Quỳnh giáo chủ có ba vị đệ tử đi theo ngài dạy đạo, đều hóa thân giống hệt là thân của Đức Quỳnh giáo chủ, và cho chúng ta thấy được thân một vị mà thôi, chứ không phải thượng sát cỡ đồng. Ông Trạng Trình còn cho biết, tuổi của thánh nhân là tuổi con dê, tức là tuổi Mùi, là một ông thầy dạy đạo, sẽ bắt con trâu tinh qua câu Ký mã sư dương tẩu. Ta thấy, ứng với tuổi của Đức Quỳnh giáo chủ sinh năm 1919 là tuổi Mùi, và Đức Quỳnh giáo chủ cho biết sau này ngài sẽ trở lại bắt con trâu tinh qua câu trong quyển nhất như sau: Mặc dưng mất dạng từ bi, thiền đi trở ngược về thì dàm nao, dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai, bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Ông Trạng Trình còn cho biết gốc phụ của thánh nhân trước đây là ở Tàu Khê, Trung Quốc, tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Qua câu phụ nguyên ấy thật ở rài Tàu Khê, có thầy Nhân Thập đi về, tả phụ hữu trì cây cỏ thành binh, dốc hết sức sửa sang dương nghiệp, giúp vạn dân cho đẹp lòng trời. Ông Trạng còn cho biết thánh nhân dùng văn thơ để dạy cho người ta tu tại nhà qua câu tu tẩm chương cứu kiến. Trong bài Từ giả bổn đạo khắp nơi, Đức Quỳnh giáo chủ cũng cho biết ngài dùng văn thơ để dạy đạo qua câu tháng năm kỷ mão đến nay, khắp trong bá tánh gặp bài sấm kinh, lờ văn tao nhã hữu tình, bỡ dưng sắc lệnh thiên đình sai ta. Ông Trạng còn cho biết khi gặp mặt thánh nhân thì thấy có điểm đặc biệt lạ thường là có hai trái cổ nối liền thành một khối, tạo ra ba ngắn cổ. Qua câu tư tâm dục thức thánh nhân diện, lưỡng biên bàn ngạc tỳ nhất khối. Trong bài dặn dò bổn đạo, Đức Quỳnh giáo chủ cũng cho biết xác trần của ngài có trái cổ như vậy là mở quay thinh để truyền pháp. Qua câu xác trần ta mở quay thinh, đạo màu truyền pháp thình lình không hai. Cho nên ngài thuyết pháp không có sử dụng micro loa âm thanh, mà ai cũng nghe ngài nói cả, người ở xa và ở gần đều nghe lớn như nhau. Cho nên ngài thuyết pháp ở sân vận động rất đông đảo, không biết bao nhiêu ngàn người ta, nhưng tất cả đều nghe tiếng nói của ngài lớn như nhau. Đặc biệt là người bị điếc tai nhưng cũng nghe rõ tiếng nói của ngài. Vậy chữ Tây nghĩa là chỉ vị Phật ở Tây Phương. Trong sấm ký, ông Trạng Trình cho biết nguồn gốc chính của vị Phật này trước đây ở Ấn Độ là Kim Sơn Phật Mahakayip, là tổ thứ nhất, còn gốc phụ ở Tàu Khê, Trung Quốc là Lục Tổ Huệ Năng, là tổ thứ sáu. Và vị Phật này ra đời ở miền Nam nước Việt thuộc làng Hòa Hảo, huyện ở giữa hai con sông, là một người nông dân họ Quỳnh, tuổi Mùi. Cổ có hai trái cổ nối liền thành một khối, tạo ra ba ngắn cổ, và dùng văn thơ để dạy đạo. Và vị Phật này có ba vị đệ tử có danh là người họ Nguyễn cùng đi theo dạy đạo với ngài,
Và ngày khai đạo của vị Phật này vào tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Ta thấy ông chặng trình tiên tri ứng với sự việc là Đức Huỳnh Giáo Chủ. Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ họ Huỳnh, tuổi Mùi, ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, nằm giữa hai con sông Tiền và Hậu. Nay là huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thuộc miền Nam nước Việt Nam. Cổ có hai trái cổ nối liền thành một khối, tạo ra ba ngắn cổ, và dùng văn thơ để dạy đạo, kết tập thành cuốn Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Và ngày khai đạo là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Và Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết ngài có ba vị đệ tử đi theo cùng với ngài dạy đạo, với danh là người họ Nguyễn. Ba vị đó là: một, ông Nguyễn Đa còn gọi là Cử Đa; hai, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là Trạng Trình; ba, ông Nguyễn Trung Trực còn gọi là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Tóm lại câu dê không ăn lộc ngoảnh về Tây, nghĩa là các nước đánh với nhau đến năm Mùi, làm rung chuyển trái đất, sấm nổ, con Châu Tinh giật mình nổi dậy, ăn thịt người ta vô số. Cho nên các nước ngoảnh về con Châu Tinh, kéo binh trùng trùng qua ở cửa ngã Bác, chi nhánh sông Hậu, thuộc Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, để chiến đấu với con Châu Tinh đó ở sông Dàm Nao. Nhưng chiến đấu không lại, các nước bị con Châu Tinh đó ăn thịt quá nhiều mà không có cách nào trừ được nó, nên phải cầu nguyện Phật trời giúp đỡ. Thì lúc đó Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện ở sông Dàm Nao, thuộc chi nhánh con sông Tiền và sông Hậu, còn gọi là sông Bảo Giang, bắt con Châu Tinh đó đi. Các nước thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ là người Việt Nam nên rút quân về, không tranh giành mỏ dầu ở Việt Nam nữa. Ta thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện ở sông Bảo Giang Dàm Nao, bắt con Châu Tinh, không có chiến đấu với các nước mà các nước tự rút quân về. Cho nên ông chẳng cho biết hai câu trong tập 4 như sau: Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Tiếp theo là tập 1.12.